và tự kỳ thị mình rồi hoặc là bị trầm cảm. Việc chiếm dụng sân chơi của trẻ em cho các mục đích khác nhau không chỉ là đánh cắp không gian chung của các cháu mà còn là mất cảnh quan đô thị, ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh và sự phát triển của những mầm non tương lai của đất nước. Theo các chuyên gia, vấn đề thiếu hụt không gian sinh hoạt công cộng chung tại các tòa nhà chung cư hiện nay trước hết là trách nhiệm của chủ đầu tư và những bất cập trong công tác quản lý. Có thể là có những cái khu nhà ở chung cư được xây dựng đã lâu mà các cái hệ thống quy chuẩn tiêu chuẩn của quốc gia chưa kịp bản. Thứ hai là trong quá trình xây dựng nảy sinh rất nhiều yếu tố mới, đặc biệt là cái về phòng cháy chữa cháy, cái phổ biến nhất đó là chủ đầu tư có thể biết những bỏ qua những cái tiện nghi này, những cái không gian này là giảm cái giá thành của cái căn hộ. Do tại các chung cư cũ, sự yếu kém trong quản lý và làm ngơ của chính quyền cũng chính là hành động tiếp tay cho các hành vi vi phạm lấn chiếm sân chơi chung của trẻ em. Cái thiết chế quản lý trong đó là cái chính quyền địa phương rồi cộng đồng dân cư đấy được phải kết cấu lại như thế nào, tổ chức lại như thế nào để mà dành dật lại những không gian vốn đã công cộng như thế, chứ không phải để như thế này thì chúng ta sẽ không bao giờ xem hư hoại một lần.
mà nó to lắm nha. Lipkins. Yes. Does tell you.
Chiêu lừa mới giả mạo nhân viên